vậy? Tôi đang ở đây mà. Heo thì mà. Gì kỳ vậy? Không thể nào chấp nhận được. Mình không thể nào để heo tim bị mất tích được. Bây giờ mình sẽ đi tìm, truy tìm heo tim hiện tại đang ở đâu. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ hiện tại mình đang ở trong cái nhà tù của sở thú Zumonali bạn ơi. Trời ơi, nhìn kinh dị quá hả? Trời đất ơi là trời, trong này nè, nhìn nó u ám đáng sợ. Và hiện tại bây giờ heo tim bị mất tích rồi. Và nhiệm vụ của mình là phải thoát khỏi nhà tù này, mình mới có thể cứu được heo tim được. Còn nếu không, heo tim sẽ mất tích vĩnh viễn. Không thể làm được chuyện đó nữa bạn ơi. Bây giờ mình phải cứu heo tim thôi. Let's go, cố lên. Hóa ra đây là cái tên bắt cóc heo tim tụi mình. Ủa, trời ơi, nó còn quánh rắm nữa. Nó còn quỳnh lên, nó còn gãi mông nữa. Trời ơi, tức dễ sợ luôn à. Nè cái tên kia, ngươi có thả heo tim ra không hả? Trời đất ơi, ta sẽ tiêu diệt ngươi và sẽ cứu heo tim ngay cho cái tên xấu xí kia. Ho, cái gì mà giải cứu chứ? Ta đã bắt cóc hết tất cả thành viên heo tim và ngươi cũng sẽ là người tiếp theo thôi. Ho. Trời đất ơi, cái tên xấu xa này. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái nhà tù thôi bạn ơi. Trời đất ơi là trời, thật là khó chịu. Chứ mà nhìn cái nhà tù mà nhìn kinh dị ơi bạn ơi, tôi thấy sợ quá. Bây giờ mình mà không thoát khỏi nhà tù này nha, là heo tim bị mất tích mà mình còn bị bắt nữa chứ. Trời ơi, không được, bây giờ phải cố gắng lên. Dù nó khó khăn như thế nào, mình có thể vượt qua bạn ơi. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vượt qua đây. Rồi, ok, hình như có vẻ như chỗ này á, nó hơi bị kê, nhìn nó kính cổng cao tường nha. Thường thường nhà tù ở chỗ này tôi nghĩ là nó... Ok, bây giờ nhiệm vụ mình phải nhảy qua mấy cái gai màu xanh này bạn ơi. Bây giờ mình mà rớt xuống đây á. Yêu trời, cái nhà tù này nhìn kinh dị á. Đây là hình như là cái lính của nó sao? Đây là con khỉ kinh dị. Và đây là cái ông nội này mấy phiên bản chân dài hơn à. Trời đất ơi, tính là trong nhà tù này không ai bình thường hết trơn bạn ơi. Không ai bình thường luôn. Hất hồn luôn à. Trời ơi, trời. Nhìn bên kia thì kinh dị, bên này cũng kinh dị luôn bạn ơi. Trời ơi, có bạn nào biết hết tất cả cái loại tên của mấy con nhân vật này còn đứng bên của mình nha. Còn riêng tôi nhìn nè, những con mèo kinh dị, con mèo cartoon gì đó. Đây con khỉ nè. Rồi còn có con xì lam nữa hả? Trời ơi, xì lam kinh dị. Oh my god. Trời ơi, trời rồi. Bây giờ cái tên này đang đứng đây đúng không? Mình phải chỗ ăn chạy nha. 3, 2, 1, chuẩn bị chạy nha. Chạy thôi. Đây, rồi đó, phát hiện rồi. Đâu? Ủa trời, nó định bắt mình kìa bạn. Không. Ơi, thả ra đâu. Con nhỏ kia đứng lại, của ta sẽ bắt được ngươi. Oh my god, nó quấn chạy. Chạy bạn ơi. Oh my god. Trời ơi, mừng ghê luôn á bạn ơi. Yeah. Cái tên này xém tí đã bắt được mình luôn á. Trời đất ơi, bạn thấy không? Trong cái nhà tù này nó bắt quá trời nhân vật luôn nè. Mấy cái gọi là cái con này cũng bị bắt luôn á bạn. Trời ơi, không biết heo tim đang có bị gì không ta. Tôi lo ghê luôn á bạn. Rồi heo tim bị bắt như này chắc tội luôn á. Không sao, bây giờ dù khó khăn như nào vẫn phải giải cứu heo tim mà. Tại vì heo tim là gia đình của mình đúng không? Yeah. Rồi, ok. Sau đó tôi sẽ chạy xuống đây. Ok. Rồi, ở đây có gì nào? Ở đây, đây. Trời ơi, cái này là con thỏ kinh dị đúng không? Nhìn nó ghê quá à. Tôi nhớ trong tim mình là có cái đó là thỏ đúng không? Thỏ rất là dễ thương, nhưng con này thì không dễ thương miếng nào hết trơn bạn. Kinh dị quá à. Đây có gì đây? Toilet gì? Toilet xăm xịt gì trời ơi? Còn bên này là gì đây? Toilet màu gì nữa đây? Trời ơi, ok. Có cái xẻng rồi, đào xuống. Đào. Cố lên ra vơi. Phải thoát khỏi chỗ này. Đây, đào. Ủa sao có cái ghế? Sao cái ghế nhìn quen vậy? Cái ghế nhựa nè bạn. Có bạn là có cái ghế này ở nhà không? Ủa sao có cái ghế Việt Nam ở đây vậy? Trời ơi trời. Ghế nhựa nè, cái nhựa ở nhà hay ngồi nè. Trời đất ơi. Rồi đây. Mấy cái chữ cái nè bạn. Đây, trời ơi, có vàng bạc châu báu nè, quá trời đất luôn. Tới đây là kiếm, gọi là kiếm vàng kiếm bạc ở đây cũng được luôn nè. Rồi đây bây giờ nguy hiểm nè. Dưới này mình rớt xuống một cái nha, mình sẽ trở thành lava luôn các bạn. Đây, nhảy. Rồi ok, có vẻ như là mấy cái màn này quá là đơn giản mình, tại vì mình là người vượt nhà tù rất là nhiều các bạn. Đó, vậy cũng hợp lý. Hay. Rồi ok, rồi tiếp theo là gì đây? Trời ơi, nguyên cái đường luôn. Rồi trong nhà tù mà có đường như ra ngoài đời luôn. Đây là một quả bóng các bạn ơi, đây là một quả bóng lửa. Tôi mà động một phát thôi chắc chắn là có chuyện liền. Trời ơi, rồi. Đây, trời ơi, tưởng cái nhà tù này khó lắm đúng không? Tôi tưởng cái nhà tù đó nó phải khó khăn lắm, hóa ra cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết. Trời ơi, chuyện nhỏ. Rồi gì đây? Oh my god, cái gì đâu kia vậy? Có một con mèo, một con khỉ. Trời ơi, đừng phải một cái tên này trên kênh gì quá. Hình như mình nghe tiếng hai cái này đang xì
sầm xì xào vậy đó. Mình nghe thử coi hai đứa này đang nói gì vậy? Hả? Ta nghe là gì ta, con nhỏ Samida hồi như là thoát khỏi cái nhà tù này thì phải. Trời ơi, tức dễ sợ luôn à. Bây giờ ta mà gặp nó nha, ta bẻ cổ nó liền. Rồi, con mèo kia nhớ canh nha. Trời ơi, thấy con nhỏ Sami là bắt liền đó. Hả? Cái gì? Hai cái đứa này muốn bắt tụi mình lại vô trong nhà tù hả? Trời ơi, không có đâu hai con quỷ kia. Từ mình canh nó nha. Canh nó, ok. 3, 2, 1, chạy. Nó bắt kìa nó ơi. Ui, con mèo đừng làm gì nha, con mèo này, con mèo thấy ghê con này, đây. Ui, đâu rồi? Trời đất ơi, cái bụng nó to quá bạn ơi. Nó dướng vô cái cột. Trời đất ơi, nhìn nó nè. Ui, đất ơi, biết gì tôi đi rồi, thấy ghê quá. Trời đất ơi, là trời, nhìn nó ghê quá. Thôi, bây giờ cửa mở rồi. Con khỉ xấu xí kìa, con không đụng được ta đâu, khỉ kìa. Ui, chạy. Yêu nó ghê quá bạn, nhìn kìa. Ui, rồi thôi, tôi nghĩ là trong cái nhà tù này mà không nên giỡn đùa, không nên chôn Việt Nam với bọn này, bọn nó ghê quá bạn. Ủa trời, chưa bao giờ mình thoát khỏi cái nhà tù mà nó đáng sợ đến vậy luôn á, thật sự luôn á. Trời ơi, hình như thế không biết được á, ai mà vô trong cái sở thú mà Zumonali thì hầu hết người ta đều mất tích thế bạn ơi. Trời ơi, không hiểu sao hero team rủ vô đây làm chi nữa. Trời ơi trời, cái sở thú bình thường không đi xem này, vô cái sở thú này trời ơi, nó vô nó bắt cho. Ok, bây giờ tiếp theo là gì đây? Hình như tiếp theo mình bắt cua thì phải. Đây, uống nước tăng lực. Có sức mạnh của siêu sĩ da. Rồi đây, nhảy nè. Hay da. Rồi chưa? Tôi mà không có ở đây là thế nào, hay tôi bị mất tích nè. Nhưng mà không sao, đã có Sammy Đào hơi bị VIP pro luôn. Tôi là thần gọi là gì ta, thoát khỏi nhà tù mà đúng không? Bây giờ tôi sẽ thoát khỏi nhà tù này và cứu heo team các bạn. Đó, ok. Trời đất ơi là trời, quá trời đất luôn hết. Rồi, ấy da. Rồi, ok. Rồi, lên. Chuyện nhỏ. Rồi tiếp theo bây giờ mình phải lấy một cái ghế dài, đó là dài chắc là 1-2 mét các bạn ơi, đó dài 3 mét đó, mình để đây, sau đó mình sẽ leo lên ống cống các bạn ơi, đó làm một cái người gọi là thoát khỏi nhà tù chuyên nghiệp các bạn ơi. Đây, để đây xuống dưới, ok, mở ra đây, rồi rồi đó, thấy chưa, không sai một ly nào các bạn ơi, đó thoát khỏi nhà tù phải có một cái gọi là cái khả năng như mình các bạn ơi. Rồi gì đây, lốc xoáy đây bạn, bây giờ thả ra nó chìm xuống liền nè. Trời ơi, cố lên ra ơi, bây giờ mà con cố lên theo team sẽ mất tích mãi mãi á, mình sẽ cô đơn cho cái team này. Trời ơi trời ôi, cố lên mọi người ơi, cố lên. Ok, may quá đó, vì ý chí của Sam lên Sam đã vượt khỏi cái nhà tù này đó. Ok, tiếp theo là gì đây? Mấy cái ống nè đó, mấy bạn thấy không, hầu hết ở trong nhà tù này nó đều có hai màu chủ đạo, đó chỉ là màu vàng và màu xanh. Ủa, từ sao chứ màu vàng là của Mr. Dịch, màu xanh là của môi. Ủa, cái nhà tù này có phải là hai ông bà này tạo ra không vậy? Đâu trời đất ơi, nghi quá nha. Trời đất ơi, tôi đang nghi ngờ phải không? Trời, nghi nhân xanh lắm. Cái nào mấy người này bày ra chuyện gọi là gì ta, bị mất tích các bạn, nhưng thực ra là hai mấy người đang mất tích không ta? Trời ơi, nghi ngờ nhân sinh ghê luôn á. Trời, tôi cực cùng chết. Có khi nào mà tôi vượt khỏi nhà tù này xong rồi heo team sẽ từ trong góc nào bước ra xong rồi John Việt Nam, cái anh chị heo team của mình bắt cóc chắc là tôi tức luôn các bạn. Trời ơi, tức nghẹn họng luôn á. Thôi hồi chừ nói chuyện quá trời vậy, mình đang bị đau họng các bạn. Rồi đau họng mà cũng phải cố gắng rồi vượt nhà tù đó. Trời ơi khổ quá. Thì các bạn đừng quên nha, ngang đằng này giúp cho Sam đạt được 5k like nha. Rồi để ăn hủi tôi nha, tôi giờ tôi cực khổ coi còn vượt map để cứu heo team đó. Và các bạn có 3 giây rồi đó, 3, 2, 1. Xin chào mọi người đã like video này. Trời ơi đau họng quá. Trời ơi, các bạn đừng quên like video này được 5k like nha, tôi vui lòng nha. Xem video nhớ like video liền nha, like và subscribe nha. Trời đất ơi buồn lắm mấy bạn. Rồi xem video mà không like là buồn lắm các bạn. Trời ơi buồn rớt con mắt luôn à. Trời ơi, một mình tôi trong cái nhà tàu này, tôi gọi là giải cứu heo team mà tại sao mấy bạn gọi là không like video đúng không? Nhớ like nha. Trời ơi, đây cố lên. Rồi ok, với mấy bước cơ bản thôi là thoát khỏi cái nhà tù acid rồi. Còn đây nhà tù gì đây, nhà tù gió hả, cái gì đây? Trời ơi cái hầm nó đen thui. Trời ơi tôi thấy sợ quá vậy, có con nào hù ra không chơi jumpscare nha. Trời ơi jumpscare chắc tôi xỉu luôn á. Ok, may quá nó không có dán mấy cái con gọi là yêu quái kinh dị vô. Trời ơi thấy ghê quá. Ok vượt đó rồi. Ok tiếp theo, trời sao nhà tù nó dài dữ vậy, nó ngắn được không? Rồi cái gì đó đây, oh my god, một chiếc quạt siêu to khổng lồ để giúp mình nhảy lên chơi. Bye, bay lên nào, nhảy lên nào. Trời nãy mày còn vui lắm bạn, mình còn gọi là mình quyết tâm muốn giải cứu heo team, bây giờ tự nhiên mình muốn quay xe quá bạn mình. Em giờ mình giả bộ không giải cứu được không, cái gì mà thấy ghê quá vậy, cái bà nội nào cũng sắp đè vậy. Tôi cũng là màu xám nha, sao cái màu xám cái thấy gớm quá vậy. Trời ơi đừng ai đó bị bắt vô nhà tù rồi nói chị Sammy Đào đây nha, chứ tôi xỉu quá. Tôi biết là tôi là màu xám, tôi biết là tôi là màu xám nhưng không phải là xám như thế này nha, thấy ghê quá vậy. Trời ơi,
gì Cao ơi. Con này con đầu bếp Cao nè. Trời ơi cái giọng của tôi, cứu tôi trời ơi. Wow, chạy, đừng có bắt tôi mà. Tôi chỉ muốn cứu heo tim tôi thôi. Chạy heo tim tôi, tôi không làm với mấy người. Trời ơi, thả heo tim ra. Trời ơi, cái tên xấu xí nè. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi. Cầm cái chảo kia, cái mặt kia. Trời ơi, cái mặt kia. Trời ơi, đừng có đánh tôi mà. Ây da, bạn ơi, nghĩ mình khổ quá à. Cái tên này. Đừng có đánh tôi. Tôi vô tội, tôi không có làm gì hết trơn. Tôi không ăn gì hết trơn luôn á. Con cáo này. Giờ tôi biết tên. Cái con là con cáo luôn. Tôi tưởng đây con mèo. Trời ơi, nó xấu kinh dị luôn á. Con này là con. Con. Sao nó không đi vậy alo. Trời ơi, con bắn chật nữa. Ủa đây 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 rồi. Bị mắc kẹt đúng không? Bị mắc kẹt đây. Đây cho đi đời nè. Ủa tên này không bắn được. Đây. Rồi. Đi nè. Rồi đi bà. Cái chứ mà. Yeah, chạy đi giọng của tôi. Tôi đau hồng quá bà. Cứ heo tim mà mệt muốn đau hồng luôn á. Trời cố lên sao ơi. Vì gọi là gì ta. Vì sự an toàn của heo tim. Tôi bây giờ phải cứu heo tim thôi. Cố lên Sam. Chạy xuống. Trượt cầu thang. Alo, lâu cái này trượt. Ôi trời ơi. Ôi mệt quá bạn. Đi nhà tù ở đâu mà sao mệt như vậy. Trời ơi, cố lên. Sắp gặp heo tim rồi. Thế nào mọi người, mình cứu mọi người cũng lì xì cho mình thôi. Thôi nói chứ là cũng được, không sao. Cố lên Sam ơi, còn cái gì đây nữa. Trời ơi, còn né laser nữa. Cố lên. Trái phải trái bây giờ. Bây giờ Sam là Sam, gọi là Sam không phân biệt được trái phải luôn bạn. Trời ơi, bây giờ tôi lú quá rồi. Trời ơi trời. Đây, cố lên Sam ơi. Vì heo tim. Đó, vì tất cả thành viên heo tim. Đó, vì anh dịch trưởng tim dễ thương. Vì chị ca môi đáng yêu. Cùng với anh ở đó. Còn anh cây gòn gọi là gì ta. Chụp ảnh đẹp. Và cùng với em gái đáng yêu của tôi. Và đặc biệt là với Phong Cận TG, một người bạn thân rất là thân với tôi đó. Thân ai nấy luôn. Đó trời ơi, nó chưa là một người bạn. Một người bạn trai rất là đáng yêu. Đó, tôi phải giải cứu tất cả mọi người. Đó chưa. Nhưng là ai cũng quan trọng với tôi hết trơn luôn các bạn. Có ai vậy? Ai thấy ghê vậy trời ơi. Ok bạn ơi, hình như là mạc cuối rồi. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt cái con boss đó và bắt cóc Heo Tim. Trời ơi. Để xem coi. Thôi gì nó thấy ghê quá vậy. Trời ơi trời. Thôi gì nó thấy ghê quá vậy. Nó ăn thịt được mình luôn á bạn. Trời ơi. Mình nói thật luôn. Có con cát nát nó còn dễ thương hơn vạn lần con này. Con này thấy ghê quá vậy. Ôi trời. Mình bước vô có nên ăn thịt mình không. Rồi. Đó rồi. Nó thấy ghê quá bạn ơi. Nó ghê quá. Cái gì trời. Rồi. Ờ đi điều khác đi má ơi ba. Trời ơi con này đi được. Con này chạy được. Ba ơi con này chạy ghê quá vậy á. Con nhỏ Sam đi kia. Tại sao con dám thoát khỏi nhà tù của ta hả. Ta sẽ bắt cóc ngươi và cho ngươi mất tích. Như tất cả các thành viên đầu tiên là mình mất tích luôn. Hoa. Ngươi sẽ chết đi đây ta. Con nhỏ kia. Hả cái gì. Cái tên này định làm mình mất tích theo heo tim luôn hả. Không được. Trời ơi tôi sẽ cố gắng tiêu diệt ông bà. Ủa cái bạn kia bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Thấy ghê quá. Tôi sẽ tiêu diệt ông và giải cứu heo tim. Trời ơi trời. Đừng có làm cái trò đó. Trời ơi heo tim mà tôi đoàn kết lắm. Tôi sẽ giải cứu mọi người. Trời ơi cái tên này mạnh quá bạn ơi. Ok bạn ơi. Mình nghĩ là hiện tại cái tên này quá là mạnh luôn. Bây giờ mình nghĩ sức mạnh của mình không thể nào tiêu diệt tên này rồi. Ôi trời. Mình chưa kịp tiêu diệt luôn. Nó tiêu diệt mình luôn bạn ơi. Nên là bây giờ các bạn phải giúp mình ok. Các bạn ơi hiện tại là cái tên này quá mà nên các bạn đừng quên nha. Này giúp Sam like video đạt được 5k like nha. Khi các bạn like video được 5k like thì mình sẽ có sức mạnh. Mình sẽ cảm giác có gọi là sức mạnh yêu hơn. Và mình sẽ tiêu diệt cái tên yêu quái này. Và các bạn có bay rồi đó. 3, 2, 1. Đi cái bộ đất kia là like video này. Bây giờ các bạn đã like video rồi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tiêu diệt cái tên này. Vì các bạn ok và video tiếp nữa. Cái tên xấu xa kia. Trời ơi. Ôi, đi chưa tôi sẽ tiêu diệt ông. Đây bắn. Cái tên này. Cái tên này. Ui xấu quá. Cái tên này mạnh lắm luôn các bạn. Một cái tay ơi. Cái tên này nó đạp mình. Ui ghê quá. Đây còn cái tay còn lại. Ngươi sẽ đi chắc chắn luôn cái tên. Đây đứng ra. Đó đứng ra.
sở thú Zumonali rồi. Và hiện tại chắc chắn là hệ team sẽ được giải thoát và hệ team sẽ không còn mất tích nữa. Mừng quá à, trời ơi. Ok bạn ơi, thì mình đã tiêu diệt cái yêu quái trong sở thú Zumonali rồi. Bây giờ chắc chắn hệ team đã có rồi. Bây giờ mình phải đi tìm hệ team đó bạn ơi. Hệ team ơi, mọi người đâu rồi? Thấy như thế nào? Đừng nghe comment video xem biết nha. Còn giờ tạm biệt mọi người ở Lisa, bye bye.